Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, không mời cô chú bạn vô luôn. Không mời thứ quý. Có mai vàng không? Có hai cây mai vàng. À, dạ, có hai form mai vàng luôn các bạn. Cây form cao cao lùng lùng có luôn. Mập ú có luôn, cái quý biết có luôn, tự nhiên mà quý. Cầm vô clip đang cô chú mình chờ đợi nha. À, cô chú anh chị nghĩ thế nào hay tiếp chỗ mình giúp ta. Dạ, gọi cho mình ạ. Chào anh Linh, dạ. Chào cô chú ha. Cũng cảm ơn cô chú những lý do vừa qua đã ủng hộ con ha, cũng chân thành cảm ơn cô chú nha. Nay con có về được 11 phôi tứ quý với hai cây phôi mai vàng ha cô chú. Mong cô chú xem ủng hộ con ha. Số thoại con là 0964877008 là cũng Zalo con ha. Địa chỉ con là Đại Ngãi Long Phú Sóc Trăng ha. Rồi con mất thời gian cô chú ha, con vô cây số 1 con cô chú ơi. Phôi tứ quý, cây số 1. Cây tứ quý số 1 luôn ha. Cái tàn chứ cành ra điều tứ diện. Mấy cây này về cô chú muốn cắt cúc lại cũng vẫn được mà tại cái phơm nó để tàn tàn dù nhưng nó để đại cho cô chú về nữa có thúc lại mới cắt làm được. Mấy cái chị cành này cắt lại sát sát lại làm cốc chật cũng vẫn đẹp cô chú. Tàn chốc chị đánh ok. Bồ đế nó quá trời bồ đế. Nó khủng mô đế luôn cô chú, cộng nào lấy bự 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 cây rồi mà nó đế lực chứ phải nằm ở đó, nằm trong cái chậu á, nó còn nó trồng xuống đất nó lâu kẹo hết trơn, kẹo xôm nó không vô luôn chứ. Cứng hết trơn, gãy lực lực ha, bự bự ha, này kén cái ngát hết trơn, không chống luôn, chống có bên đây là nó có gãy đều nhưng mà nó khi mà nó mặt cũng nó có chừng hai ngón tay là muốn bít rồi, hai ngón có lỗ xíu thôi, hai ngón. Còn đây thì có ngắt thôi. Cây này đáng sưu tầm mới cô chú ơi, về là chơi ok luôn. Cây rất là khá là đẹp cô chú. Chọn chân xuống. Dạ. Chụp hoành hết rồi. Đâu hoành như vị trí này là 34 hoành hả cô chú? Dạ, hoành tại trí 34. Chạc chạc là 36 rồi chú. Dạ, 36. Thuốc thân tới đây thì 11. Tới trên này là 25. Tổng chiều cao nó là 97. Mặt kính bầu nó 60. Bộ đế nó đặt nó đông đặc luôn nha cô chú. 106. Em đặt 106. Cây này hơi vip nữa chứ. Đế quá trời đế. Kẹo chứ. Hảo trong không biết. Trong đây hảo trăm rưỡi uống trăm hai. Cục trong cái ngắt thôi chứ. Cây quá trời đẹp. Đẹp thôi chú. Đó là kẹo dư. Có vậy mình để dư mình cắt bỏ bớt đi. Nói không nào nó chơi hơn để này cắt xuống cho nó gom lại cũng được mà tại con thấy nó mặt nó sợ cắt nhiều mặt hẹo với cô chú không ấy để về cho cô chú nó xử lý cũng được. Giá dạ cây số 1 con giao lưu với cô chú là 7.100.000 ha, con cũng dân bao ship ha cô chú. 7.100.000 cây số 1 của tôi quý cây quá rất, kẹo tự nhiên đẹp đó cô chú, thơm như cành ok như gọt phép nổi phôi luôn. Nặng sống nặng em nhìn thấy là em khi muốn nổi luôn, cục đất nó nặng lắm chục ký. Cây số 2 hả cô chú? Rồi tôi quý rồi chứ để không ghẻ nó bóp bóp mập mập uống quái cái đó quái nó ngồi như cái đồ ngồi vậy. Nhìn nó quá quá đẹp cô chú. Tại là đó nằm ta trồng ta trên ta để lót sau để cái bao vô dính luôn trong bao nó bóng ở trong dưới này hết trơn cô chú. Để dưới này bự bự không à. Không thể nó bóp bóp. Để lực lực nó bự. Tay cô chú. Có cái cục này vừa dự chứ nó hú cái cục này hết rồi. Ngọc ú. Ú nù. Lên được 3 thân hả cô chú. Này cô chú muốn về lọc lại lọc ha chú.
Con cắt ở lại gì để cho cô Cắt chú chuyển về heo. chỉnh sửa lại ha. Cũng vô chú để chơi thằng này chơi cũng được mà để cô chú về lọc lại lấy hay lấy thân giữa một cốt cũng được. Tập là sơ sơ lên tùy vì mình xử lý lại cứ ánh chừa trong về lấy kéo cưa rồi cắt sơ sơ lại bớt chi cạnh lên. Nó ra đẹp cái dáng này. Rồi, vô thông số của chú ơi. Nơi vị trí này ha, là 35 hoành á cô Khoảng 35. chú. Sổ xuống đây là 25 ha. Mà kính bầu nó là 53. Thoát thân tới trên đây là 20. Tổng chiều cao nó là 122. Một cục có củ đặc nó là 102 cô chú. Để cho vô trong đi cho nó đặt sạch luôn trong này. Là 90 heo chú. Đặt như 90. Đây trong đây có đế cho heo chú. Nó lót khéo luôn. Cây Nhìn trong đây quái rất quái đẹp mà luôn nó chú. lực lực. Rồi giá luôn cây số 2. Cây số 2 Cây giao thứ lưu với nhất. cô chú là 4 triệu 100 ngàn hả chú, cũng dân bao ship luôn hả chú. Cây này cũng nặng hả chú. Bự nặng giấy gọi phép đó có Số mấy này? Tiếp theo cái số 3 Số 3 là cây này đáng cho cô sưu tầm luôn cô chú. Không chỉ Nó cần hơi quá nghiêng. trời thì Nó cần hơi những thứ nghiêng chút gì xíu. Nó cái bầu hơi ấy hơi nghiêng đó cô chú, tại đất đất sình ha, nó sập sình hơi nghiêng ha. Không Cây chỉ rất cần đẹp đẹp đó ha. cô chú, chia cành thì ok luôn cô chú, khỏi về là giờ ghép là chơi luôn, khỏi chỉnh sửa gì nó hết trơn luôn, Đẹp tứ diện luôn, mở bự bự. không thiếu mặt nào Chỉ cần quá đẹp. này. Có con lụa nhẹ ha, bị đó ta bứng lên nó chạy chút xíu ha, nghe chú dưới đây chút ha, không có gì cho ha, để chú cục tròn vo thôi. Mặt này đế đẹp bắp đấy cũng khá khá đế được gốc hơi nở Đo vị trí này là 32 đây cô chú ơi. 32 còn chạc. 32 Chạc dưới là 39 ha chú. Thổ sổ nó là 21 ha. Thoát thân nó là 19. Tổng chiều cao luôn là 86 ha cô chú. Cụ đế nó đặt hay là 92 hiểu không? Đặt 92. Mặt kính bầu nó là 47. Cây này cũng đáng sưu tầm cho cô chú ơi. Này giá dương dương cây đẹp đẹp Quá luôn chứ. trời cây cành đã. Cây rất là đã đẹp cô chú. Điều sắc sét không bự không. Ghép vô Được cái cụ là đẹp. đế cũng có quái. Đây cũng có lớp đế đây ha. Có Mặt này quái. giống như thú ngồi. Thiết kế thì kiểu hơi để có thú có chân hay nếu lọc vớt là ra hình thú luôn Cây quá trời tại nhìn kỹ nó ra chơi với thú, thú đẹp rồi xin giá luôn dạ, cây số 3 giao lưu với cô chú là 3 triệu tư ha, cũng dân bao ship cô chú. Cây này cái cây rất là đẹp cô chú, 3,4 triệu phải cây đồng ý đáng sưu tầm cô chú ơi, rất là đẹp. cho gọi phép nổi phone theo cái số 4. Số 4 luôn là cây túi không nghe cô chú. Cây này là cụ lớp trước nghe cô chú. Không chỉ cạnh cái tàn dụ được đẹp Cây này là đầy đủ cụ lớp trước nha.
đế này khá đế thôi, nhưng mà được chi cạnh cũng ok. Với cành nó bự bự lực lực không có chút. Đế nó quá, nó bắp bắp nó bự Với hay không quái nữa. nằm sắn qua cọng sắn. Nu hay ghẻ bệnh nu. Đây có cái loại cống ghẻ bay ghẻ bay đặng hay không chú? Ghẻ bay đặng nó mục hết trơn, nó còn có nhiêu đó ha cô chú, là cây nó không có bị gì hết trơn ha. Của tôi với Facebook. Vô thùng số không cô ơi. Cắn à. Rồi chí này là 34 hoành heo chú. Nó Không cần nã cũng ha. không căng nở bằng 34 trên Nó cái cắn dưới ghế đây là 40 heo chú. Nó nở xuống 40. Nó sổ xuống là 24 ha. Tổng thân là 34 ha. Tổng chiều cao nó là 93. Mà kính bầu nó là 50. Tay canh một nó còn bên 17. Cây này rất là đẹp của chú. Rồi, xin giá luôn. Dạ, cây số 4 giao lưu với cô chú là 3 triệu 500 ngàn ha. 3 triệu rưỡi cây số 4. Cây này lực lực, nó hơi nâng nâng cây. Cây năng nhìn đẹp lắm. Chị gọi phép đổi khô luôn. Màu chà bá chà bá. Khi muốn nổi rồi. Cây số 5. Hồ thú quý. Đi cành điều. Nó hình nghiêng chút. Đi cành gì ok. Nghiêng. Chị cành rất là đều luôn ha chú. Không thiếu luôn ha chú. Chị cành rất là đẹp. Nó hơi nghiêng nghiêng một chút xíu thôi chú. To không? Chị cành to to không? Cũng chắc xác. Cái này có cái mặt thẹo đều lớn, người ta chặt á, người ta ấy nha, người ta cắt mà cái này về cắt lại đục cái ta keo thôi chú. Ta xử lý cho một cốt với cái nhánh này nó bị đây này, nhánh nó bị lũa nhẹ không có sao, không quá đá sành cứng ngắc hết trơn nha cô chú, có sao nó vậy đâu, dễ vậy cô vậy. Để gì nó quá ngói sao nó bự bự được rồi, nó quá quái cái cây để đế nữa, như kiểu dáng như thú đằng ngầu. Đo này vị trí là 39 hoành heo chú, 39 có thần tới đây là 33 heo chú. Tổng chiều cao nó là 1m36, mặt kính bầu nó là 49. Đo chặt chặt dưới đây cho cô chú tham khảo. Ở đây là 48 heo chú. Đo chặt nữa ha. Cái cũ đó là cái cũ luôn là 73. Cái cũ là đạt đông đạt nữa ha. Bự, không nghĩa bự bự được được như thú đang ngồi. Điều cái bự bự không cô chú, không thấy cái thiếu sát sát nào. Để bự bự thôi ha. Cần đối cái cây cây nó lạ lạ mà nó hơi hơi lực lực tại không kể to à, cái ghế to không tại nhiều cây này là nó người ta bứng đất người ta trồng lại, người ta trồng là lên rồi người ta trồng dưới đất ha, không có ấy nha, bứng mô á trồng cây rất là ấy ha, nó mới ra màu vậy, gớt màu da vậy, nó đang ra bể lên lên ấy lên dâm mới. Thần nhịn đã gốc, giá luôn. Dạ, cây số 5 giao lưu với cô chú là 5 triệu 100 ngàn ha. Con dẫn bao ship luôn ha cô chú, bao ship tới nhà luôn ha cô chú. Đến chi cành này là rất ok luôn cô chú. Giờ kiếm cây rồi chi cành như vậy là ba mấy hoành giờ
Căng căng rồi chú. Đúng rồi. Cái chi cành với được rùa đế này cũng khéo của chú. Chơi gọt các nổ khó luôn. Đế thì khéo rồi. Đế bọc bọc bành bành cũng sắc sát rồi. Nhìn nó được cái đế. Sao? Chú sao? Chú anh chị lại chút xíu. Mệt nó làm. Hả? Không có gì. Cây số 6, cây số quý luôn nghe chú. Cây này là cây cù clip trước nha cô chú. Có ông anh ông mua rồi mà ông nói nó để đi gỡ cho ông kia rồi ông kia ông nói thôi để lại đi chú kiếm cây khác. Rồi đây đây gì không lấy. Không chỉ cành ok. Này. Cây rất là chỉ cành rất ok cô chú. Điều. Giờ đế này thì cũng hiếm ha cô chú, đế cũng đẹp ha. Có hơi bị đây có hơi bị tét cái như rễ nha cô chú. Cái cành nó bung ra đều. Này nữa cái chi cành đế nó nhiều nhiều quá chú cô chú lọc lại bỏ bớt cũng vẫn được bình thường. Đế nó cũng không thiếu. Đều đều đều. Rồi vị trí là 32 hoành hết cô chú. À, hoành 32. Thước thân là 37. Tổng chiều cao nó 1m4. Mặt kính bầu nó là 54. Không, chỉ cần ok đẹp. Rồi giá luôn. Dạ cây số 6 giao lưu với cô chú là 3.300.000 hả cô chú. Nhưng bao ship hả cô chú. Cũng mềm không có mắc không. Em gì là giá cũng ok mười mấy 20 năm. Yeah. Tự nhiên gặp phép đổi khối luôn. Chỉ cần cũng đầy đủ luôn. Nó xè ra. Phong cao. Mình ghép cái là ra tạng phê luôn. Nó một hồi tôi quý hơi bự nhưng mà nó có phần hay ảnh này lũa lũa vậy đó. Đây xíu mình chỉ sao ha. Cây này nó không bị lũa rất là cây nhìn đẹp già dữ lắm, già luôn. Tớ già luôn. Ở đó nó nằm trong cái học đó, cái hào hoa học của người ta làm hàng rào đó, người ta chừa cái học để bứng nó lên nằm tuốt trên này. Nó nằm tuốt thuộc thật ao dữ là dài dữ lắm. Đó cái ấy. Không chỉ cành cũng nó lắc qua lắc lại cũng đều. Như chú không hái về cắt một mấy cũng được. Mà để phơm này các cơ chơi cũng rất đẹp đó chú. Nó nhìn nó khéo cây, nó lắc cây, nó đều. Mập ha, ú. Đó nằm tuốt trên như này nè, rồi nó xuống cái này nó u luôn. Quá trời cái này. Này ha, đây nó là bị lũa của con rễ nè cô chú. Sắn mấy rượu rễ vô tới trong ha. Vô tới trong nghe chú. Cô có thọt vô có tới trong ha. Mà nó không có trong nó không sao hết cô chú. Thì cô có sao cô nói vậy. Còn tươi không có mơ. Dạ. Này tươi hết trơn ha. Rễ nó không ấy hết. Đây có sao nói vậy cho cô chú dễ vậy. Cô muốn mua xử lý. Cây này con cũng mới bứng ha. Nọc bự là to. Đợi cây này cũng cái lũ. Cây này màu ấy. Con mua con cũng đâu ấy đâu về xuống mua cái gì về. Nó bị lũa không phải đau. Vô tập số của chú ơi. Rồi vị trí là 48 4 gần 49 ha chú. Mà anh tính 48 ha chú. Dạ, hoành 48. Nó gần 49 lên tới 48. Đo thốc thân tới đây là 27 nha. Tới chi cành trên đây là 46. Mặt kính bầu nó là 54.
Tổng chiều cao nó 115. Cây này già, cây dữ lắm, già luôn. Đúng rồi. Ta chắc cỡ 3-4-50 năm không biết. Dạ. Cây nó dữ lắm, cây đó lên chứ không dữ đâu. Chủ nhà ta nói có đó của ông của mấy ông kia bà tao mới mua nguyên cái nền nhà rồi ta để là ta chơi mấy người ta đi Mỹ rồi ta bán lại đất rồi thì rồi thấy gì rồi vô thấy tưởng bự quá vô mua mua sao về chúng mới lũa nha, gấp với lũa cầm rễ mới đau. Giá cây dạ cây số 7 giao lưu với cô chú là 7 triệu ha cô chú, còn vẫn bao ship ha, 7 triệu cây số 7 bao ship tới nhà của chú ơi. Quạnh 48-49 mà lũa uống cây này mà nó không mấy giá kêu không kêu chứ bây giờ dưới thấy cô chú cây rất là đẹp, rất là duyên dáng lực cây. Chợ khách đổi cây tám mươi cái này như là mấy 20 triệu với lên chứ không dưới được chứ giá này mình được thu hồi vốn ảnh bự lâu to luôn. Bầu nó làm tại làm bầu hay nghi này cũng gọi là cây tứ quý luôn heo chung đấy cũng cùng cuộn rồi cũng sát sát bệnh cây này cũng cây là cây cù lớp trước hay chú cây này thích không cao không cắt tán dạ. Thấp thấp mình chơi cái bonsai đường luôn đẹp nó cái lực cái đến tại có ông anh nó mua rồi mà ông nói ấy rồi thôi nên ngày ba ông nó bán lại không gì đâu cây rất là đẹp chú giống ngồi ngồi rồi nằm dưới giống cái thú nằm la lai ha nhìn quái quái đế cũng cộng với bự cũng sát sát không sát sát không không có thứ ấy ha lắm nó cộng là bự cộng ha gặp vô thông số của chú ơi đồ vị trí là 32 hoành hay của chú dạ hoành 32 thấp thân tuy chưa cành mọc là 28 tổng chiều cao nó là 83 cái bộ đế đặt nó là đặt sạch nó là 67 thôi chú đặt sạch luôn mặt kính bầu nó là 44 cây này cho mình thích chơi tán lùng đẹp dạ mấy tán là lực là cây đấy có cành phóng thì cũng rất là đẹp cô chú. Rồi xin giá luôn. Dạ cây số 8 giao lưu với cô chú là 2.400.000 nha. Còn dân bao ship tới nhà hả cô chú? 2.400.000 cây số 8. Giờ gặp phép đỡ cô luôn. Tiếp thêm lên cây số 9. Này là một cây thứ quý ha, cây này cũng cây cũ ha cô chú. Cây cũ lúc trước. Cái cành nó cũng đầy đủ chưa lên là cũng đều nè. Có con kia em mua mà nó anh đổi lại anh lấy cái cây kia. Là có cái gì để đổi lại cho anh. Tại cành cái cành cái cây cũng đó đều đều cũng đều cô chú. Đế con nào thấy bự bự không cô chú? Đây cũng có hết trơn ha. Có lót hết trơn ha. Đế cũng có đều hết trơn, không thiếu mà nào ha. Dưới này cũng có lót dưới này ha. Bài cộng này đi bè qua đây rất đẹp đẹp luôn. Anh nằm này ở dưới. Rồi, vô thông số của chú ơi. Mắt thì cũng già, cũng bự. Ba mấy? Tính 38 này cô chú ơi. Mình 38. Nó thân là 55. Tổng chiều cao nó 1,5 m. Mà kính bầu nó là 61.
Đấy, lực lực, đấy cũng đẹp luôn. Cào phong cào, cô chú anh chị thích phong cào cái này nó dễ đẹp. Rồi giá. Dạ, cây số 9 giao lưu với cô chú là 3.400.000 ha. Còn dân bao ship hay cô chú? Vâng, to, 28, 29. Cây số 9, 3.400.000. Cây số 9. Giờ gặp phép nữa thôi. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 là cũng cây tứ quý luôn ha cô chú. Cái cành cũng chưa đầy đủ luôn. Cái cành cũng đều lừa đều đó cô chú. Không vậy, cái cành cũng to to cũng đều ok. Rồi, vô thông số một chút thôi. Đấy cũng khá, cũng được được. Vị trí là 28 hoành hả cô chú? Dạ, hoành 28. Số thân là 27. Tổng chiều cao nó 1m12. Đường kích bầu nó là 41. Nó cụ đặt nó gì là 55 hay không chú? Cụ đặt 55. Đá nó tròn vo gom cục nữa cho chú. Dạ, cây số 10 giao lưu với chú là 2 triệu ha. Dạ, 2 triệu cây số 10. Chưa gặp phép đó thôi luôn. Là cây số 11 nha chú. Chị cành cũng ok, chị lắc nhẹ cũng đều chặt cây đều hết trơn, chi cành nó đều hết trơn hết chú. Đế nó cũng chảy chảy đều đều con coi cũng được. Cây chơi này mà chơi tàn rất là đẹp luôn chú. Chứ cần rất đẹp đẹp. Đo vị trí là 28 hoành hay không chung? Dạ, hoành 28. Thoát thân là 27. Tổng chiều cao 95. Mặt kính bầu nó là 44. Giá. Dạ, cây số 11 giao lưu cho chú là 2.100.000 ha. Không dân bao ship hay cô chú? Cây số 1 2.100.000. Có 2 triệu là về tới 2.1 là về tới nhà ha cô chú ơi. Về chụp vô chơi tập ghép là chi cành là gần mình khổ quánh đâu đều hết trơn. Có sẵn hết ghép vô là chơi ra cô chú. Không chỉnh sửa gì nữa. Được, em đỡ cô. Cái mai vàng đó chú. Cái số 2, con mai vàng. Mai vàng ha. Mai vàng cụ ha, với lứt gầu ha chú. Đấy. Cây mai vàng đẹp, đế đã lắm cô chú. Nôm một cục, chập bát, một tay. Chân do nó gãy nó chi. Nó chi đều ở chân không thiếu ha cô chú. Nhìn nó cũng rất là duyên dáng ha, này chơi rất là đẹp. Chân do luôn, đặc luôn. Bự nữa, nuôi càng lớn, nó càng lớn lên to lên nữa, thằng ghẻ nó bành bành đến. Cây nó cũng bể sinh no, nó cũng bể xù, đồ là ấy hết. Bể u u á, xù có xù lên hết trơn hết rồi chú. Luôn luôn. Cái chải thân nó xù già, dữ lắm già. Cái thông số đó của chú á. Rồi vị trí này ha, 35 hay không chú? Hoành thải chí 35, chạc chạc tới 42 cho chú.
cái củ nó thọt. Củ đặc nó là 84 nha chú. 84. Độ sổ nó là xuống là 24 nha. Tổng chiều cao nó là 69. Mà kính bầu nó là 44. Nè cái máy vàng ấy cô chú. Là lực lực. Ô sai lực. Gọt dáng. Dạ cây số 12 này con giao lưu với cô chú là 2.800.000 ha. Cái máy vàng ha cô chú. Cây này rất là đẹp cô chú, nó lên già lắm, già lên. Thấy cây này nuôi cũng có lý tưởng lắm cô chú. Rất là đẹp, lên bể xù nách hết trơn ha. Mà tính với cây chơi cô chú chơi dễ chơi ha. Dạ pháp nó không để chập bá cây này cũng cái tiếp cái dạng ủa cho chú bán lúc nuôi giống ra chủ luôn rồi chú về chơi về chập chơi tập ghép cho chú lấy cũng cuồn cuộn chứ nè dạ đi bể bể đi xù ra mai bể. Lộn thước rồi. Cái đấy không cũng phải 25 hoành hay chút. Hoành 25. Còn hào hào cái cũ nữa chứ. Hào hào cũ nó 52 hay chút. Con đặt nó là 86 hay chút. Tổng chiều cao nó 40. Mặt kính bầu nó 42. Này về tập chơi tập ghép là ok luôn cô chú ơi. Cái đẹp mà, về mình lọc xử lý lại. Dạ. Cái đế quá đẹp. Trồng thẳng lên, đế đều luôn. Mày do bầu hơi nghiêng chứ trồng thẳng lên là đế nó thẳng bằng luôn. Dạ. Cái nó cái ấy nó hơi nghiêng. Dạ rồi. Cái số 13. Rồi cái số 13 giao lưu với cô chú là 800 ngàn ha. Con dẫn bao ship cô chú ha. Tới nhà luôn cô chú ơi. Về tập chơi tập ghép là ok luôn cô chú. Có 800 ngàn có cây mai về tới nhà cô chú. Cái này cây mai vàng nha cô chú ơi. Trong bên này. Rồi, tiếp theo mình. Rồi, hết anh ơi. Dạ, hết. Dạ, chào Linh ơi. Chào cô chú ạ. Cảm ơn cô chú những clip vừa qua ủng hộ con. Nay cô mong cô chú xem và ủng hộ con tiếp nữa. Chào cô chú ạ, chào Linh ạ. Chào Minh luôn. Dạ, chào cô chú anh chị các bạn luôn. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị bỏ rất ít thời gian xem ha. Rồi trân trọng cái nào, nghĩ cái nào liên hệ tiếp với mình chúng kênh. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Trân trọng kính chào.